Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Trường Đảng Trung Quốc là một nơi được tự do bàn luận về các vấn đề đối nội đối ngoại của Trung Quốc. Ở nơi đó, họ có thể bàn đến cả sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được chính quyền cho phép. Một giáo sư tại trường này có tên là Tạ Kiến Bình mới đây đã có một phát biểu liên quan đến Việt Nam như sau. Kể từ sau cuộc chiến năm 1979, chính sách đối ngoại quân sự của Việt Nam đã có thay đổi rất nhiều về đường lối. Chính sách này phần nào làm cho các lãnh đạo của chúng ta, tức Trung Quốc, bị ru ngủ rằng Việt Nam đã thuần phục một cách ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây, khi cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quyết định, thì chúng ta mới giật mình nhận ra rằng mình đã bị lừa một vố quá đau bởi cái mà Việt Nam gọi là chính sách 4-0. Thưa các bạn, ông giáo sư này mới đây đã có một nghiên cứu một cách sâu sắc về chính sách 4-0 của Việt Nam mà ông gọi đó là một trò lừa đảo tinh vi mà chế độ Hà Nội đã răng ra để lừa Bắc Kinh trong một thời gian dài. Và đến nay, nó cần phải bị vạch trần. Ở video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dịch lại bài viết của ông ta để cho các bạn cùng nghe. Mở đầu nghiên cứu, ông Tạ viết, để hiểu về trò lừa đảo này của Việt Nam, chúng ta phải hiểu rõ chính sách 4-0 của họ là gì. Chính sách 3-0 lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng về quốc phòng của Việt Nam vào năm 1998 và sau đó là tái xuất hiện trong sách trắng năm 2004 và gần đây nhất là năm 2009. Chính sách này cũng được nêu ra trong luật quốc phòng mới của Việt Nam được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chính sách 3-0 đã trở thành chính sách 4-0 khi ghi thêm điều khoản không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với các nước khác trong quan hệ quốc tế. Chính sách 4-0 của Hà Nội được diễn giải như sau. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác. Và cuối cùng, thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thoạt nhìn thì chính sách này của Hà Nội có vẻ rất ngoan ngoãn và thân phục Trung Quốc. Họ tự trói tay mình và không có khả năng gây tổn hại đến Trung Quốc với mặt quân sự. Đã có một thời gian nó gây ra mộng tưởng và ru ngủ lãnh đạo của chúng ta, khiến họ không có những động thái cứng rắn hơn. Nhưng khi tỉnh mộng thì mới nhận ra sự thật, thật là đau khổ. Tôi xin hỏi các vị, Hà Nội thực thi chính sách 4-0 nhưng tại sao trong từng ấy năm qua Trung Quốc vẫn không thể khống chế được Hà Nội một cách hoàn toàn? Mà thực tế hiện nay trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam lại là nước cương cường nhất với chúng ta. Thậm chí họ còn lôi kéo Mỹ vào trong vấn đề này, mà ai cũng biết kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là Mỹ. Thật sự có đến lúc này chúng ta, tức các lãnh đạo Trung Quốc cần phải tỉnh giấc và lật mặt trò lừa đảo này của Hà Nội. Lý do mà trò lừa đảo này có thể lừa được chúng ta là vì nó mập mờ và các điều khoản trong đó không rõ ràng. Các lãnh đạo của chúng ta chỉ nhìn vào 4 điều vắn tắt ở trên. Bây giờ muốn tỉnh ngộ thì phải mổ xẻ nó một cách rõ ràng. Về nguyên tắc thứ nhất, không tham gia liên minh quân sự. Mục đích cuối cùng của Hà Nội là tránh công khai nói đến các quan hệ quân sự mà theo đó Việt Nam có thể hỗ trợ một quốc gia khác nếu họ bị tấn công và ngược lại. Nhưng Việt Nam đã khéo léo tạo ra một kẽ hở ngay bên trong nguyên tắc này, đó là các cụm từ quan hệ đối tác như đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và toàn diện. Trong đó, mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam đã ký kết hiệp định này với các đối tác là Nga vào năm 2001, Ấn Độ vào năm 2007 và Trung Quốc vào năm 2008. Tuy nhiên, mọi cụm từ này đều bao hàm trao đổi hợp tác về quân sự mà không để lại dấu vết của biểu hiện liên minh. Nhật Bản có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam từ năm 2014 và năm 2018 được nâng lên thành đối tác chiến lược, tức là mức cao nhất trong hợp tác quốc phòng. Và gần đây có thể Hà Nội vào Mỹ sẽ ký kết chiến lược toàn diện, hoặc mặc dù không ký nhưng những điều khoản này vẫn được thực thi bởi trong những lần căng thẳng ở Biển Đông, Mỹ là nước lên tiếng bênh vực Hà Nội nhiều nhất, gần đây cũng viện trợ vũ khí cho Hà Nội nhiều nhất. Việt Nam rõ ràng đang cố gắng để chống lại Bắc Kinh ở Biển Đông bằng cách duy trì thế cân bằng giữa các đại cường. Cứ mỗi khi Biển Đông nổi sóng, gió là các đại cường trên lại chõ mõm vào lên án Trung Quốc như Mỹ hay Nhật Bản chẳng hạn. Giữa lúc căng thẳng thì viện trợ cho Việt Nam rất nhiều đồ chơi. Rõ ràng là của cho thì ai mà chả nhận. Với dân số hơn 100 triệu người Việt Nam hiện nay, Việt Nam không cần các đồng minh đưa quân vào lãnh thổ, chỉ cần các đồng minh viện trợ nhiều đồ chơi đã đủ khiến cho Trung Quốc nhiều lần sôi hỏng bỏng không. Về nguyên tắc thứ hai, tức là không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác,
Cũng giống như chủ trương không tham gia Liên minh quân sự, bản thân Hà Nội đã bẻ cong đáng kể các nguyên tắc này. Ví như hồi cuối tháng 8 năm 2018, Việt Nam đã đón tiếp Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận chung hải quân chưa từng có tiền lệ ở Biển Đông, nói thẳng ra rằng cuộc tập trận này là nhằm răn đe Trung Quốc. Cũng liên quan đến các chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ, thì đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong bang giao Mỹ-Việt, vì nó đã xảy ra. Trong cả hai trường hợp, mức độ đe dọa của những sự kiện này đều rất lớn và các sự kiện này có thể xảy ra nhiều hơn nếu như Trung Quốc gia tăng các thách thức đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Nguyên tắc không thứ ba, không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, hoàn toàn không đúng với việc Liên Xô trước đây và nay là Nga đã sử dụng căn cứ hải quân chiến lược ở Biển Đông đặt tại Cam Ranh vào giai đoạn 1978 đến năm 2002. Năm 1978, Hà Nội đã cho Moscow thuê căn cứ này và Nga chỉ rút khỏi nơi đây vào năm 2002. Tuy nhiên, từ năm 2015, Nga vẫn còn được phép tiếp liệu cho các máy bay quân sự của họ tại cảng Cam Ranh cho đến khi Mỹ tiếp cận được và Moscow đã phải dừng các hoạt động này trong lặng lẽ. Cũng vào thời điểm đó, Việt Nam dường như đã cho phép các nhân viên kỹ thuật của Nga tới vịnh Cam Ranh để hỗ trợ huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam sử dụng và bảo trì các tàu ngầm lớp Kilo do Nga đóng. Cho dù người ta không biết phải chăng đó là các chuyên gia dân sự có kinh nghiệm hay là chuyên gia quân sự, nhưng các trường hợp kể trên đều cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam tỏ ra rất linh hoạt với các nguyên tắc không thứ ba. Nếu như việc hợp tác đáp ứng cho các nhu cầu của họ trong lĩnh vực quốc phòng và thực tế là Hà Nội đã đón tiếp rất nhiều chuyến thăm của hải quân nước ngoài, bao gồm các tàu chiến của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Canada, New Zealand và Nga cùng nhiều với nước khác. Còn về nguyên tắc thứ tư, tức là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế của Hà Nội, Tạ Kiến Bình cho rằng thực chất là Hà Nội biết rằng ba nguyên tắc trên đã bại lộ, nên bổ sung thêm nguyên tắc thứ tư để lấp liếm mà thôi. Kết luận về nghiên cứu này, Tạ Kiến Bình viết, có lẽ sau cuộc chiến năm 1979, Hà Nội nhận ra rằng việc ký kết một liên minh bằng giấy và mực với Liên Xô là một sai lầm chiến lược. Và khi được chúng ta dạy cho một bài học thì ngày nay, để tránh đi vào vết xe đổ đó, họ đã vẽ ra một trò lừa bịp để ru ngủ lãnh đạo của chúng ta về một sự thần phục tuyệt đối của họ. Nhưng rất may có lẽ lãnh đạo của chúng ta cũng đã kịp tỉnh ngủ và có lẽ chúng ta sẽ cần dạy cho họ một bài học lần nữa để họ thấm nhuần và có lẽ lần này sẽ là ở Biển Đông và sẽ vô cùng khốc liệt. Các bạn thân mến, trên đây là phân tích nghiên cứu của Tạ Kiến Bình, giáo sư trường đại học Trung Quốc về chính sách 4.0 của Việt Nam. Giọng điệu khá cay cú khi ông ta nói rằng Trung Quốc bị Việt Nam lừa bằng cách phân tích các nguyên tắc trong chính sách của Việt Nam. Với lòng dạ hẹp hòi nên ông ta kết luận rằng Việt Nam đang ru ngủ Trung Quốc. Và có lẽ ông ta không hiểu rằng đó là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Còn về việc ông ta kêu gọi dạy cho người Việt Nam một bài học ở Biển Đông giống như cuộc chiến biên giới năm 1979, nó khiến cho chúng tôi buồn cười vì quân thầy của ông ta là Đặng Tiểu Bình còn chả làm được gì. Cuộc chiến năm 1979 diễn ra, chúng tôi nghĩ rằng cả hai phía đều học được nhiều điều, nhưng ai dạy ai thì chưa biết, chỉ biết rằng 40 năm sau cuộc chiến thì Việt Nam ngày càng độc lập và tự chủ hơn. Trung Quốc không thể khống chế được Việt Nam và họ cay cú về điều đó. Còn chính sách 4.0 của Việt Nam, chúng tôi xin lý giải cho ông Tạ Kiến Bình như thế này. Các ông là nước lớn, chúng tôi là nước nhỏ. Để không bị các ông nuốt sống thì chúng tôi phải có những sách lược mềm dẻo. Chính sách 3.0 không cứng nhắc một chút nào và nó có nhiều điểm mập mờ tựa như vùng xám và nhiều cách diễn giải liên quan. Nếu chúng tôi tìm thấy một mối quan hệ hợp tác quốc phòng cụ thể nào đó có lợi thì chúng tôi sẽ tìm cách diễn giải sao cho phù hợp với chính sách 4.0 hoặc 3.0 và tiến hành nó một cách tương đối lặng lẽ. Đây là chính sách cân bằng để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông và nó dường như cũng giúp cho Mỹ và các quốc gia khác cùng chung quan điểm có khả năng hành động tương đối rộng lớn. Trong tương lai, người ta sẽ thấy một Việt Nam vận dụng nguyên tắc 4.0 thông thoáng và đặc biệt là nếu Trung Quốc gia tăng tuần tra, bồi đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa nhiều hơn các thực thể có tranh chấp hoặc thậm chí là thông báo lập vùng nhận diện phòng không hoặc hung hăng tranh giành các nguồn tài nguyên thủy sản thì Việt Nam sẽ có xu hướng ngày càng chấp nhận các cam kết hợp tác quốc phòng. Và chắc chắn các hợp tác này sẽ được giải thích công khai là mang tính phòng thủ chứ không phải là tấn công. Nguyên tắc 4.0 giúp cho mối quan hệ giữa chúng tôi và Hoa Kỳ không bị cản trở và Hoa Kỳ có thể dễ dàng nhìn thấy các hình thức hợp tác quốc phòng mềm dẻo hơn. Ví dụ như họ đã hỗ trợ cho Việt Nam phát triển năng lực của cảnh sát biển, hiểu biết hơn về các vùng biển của Việt Nam. Với việc bổ sung khả năng tuần tra sau khi Hoa Kỳ bán cho Việt Nam tàu tuần duyên lớp Hamilton cùng với các hình thức hợp tác khác như tập trận chung, mặc dù khó có thể tiến hành trong tương lai gần, nhưng cũng không phải là bất khả năng nếu như các hành vi tồi tệ của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn.
Video của tin mới xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.